Quang Hải lập công lớn giúp đội BPAU Fan Club thắng đậm. Tiền vệ Quang Hải đã có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội B của BPAU Fan Club ngày 12 tháng 2. Tối ngày 12 tháng 2 theo giờ Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có đóng góp lớn vào chiến thắng ấn tượng 4-0 của đội BPAU B trước đối thủ Stade Monto. Theo đó, ngay ở phút thi đấu thứ 5, Quang Hải là người thực hiện cú phạt góc, tạo ra pha bóng nguy hiểm dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Na Thần Mondiango. Theo thông tin từ tờ báo Pháp Republique de Paris, tiền vệ Việt Nam đã tạo ra hàng loạt những quả đá phạt có độ chính xác cao và gây ra khó khăn về phía khung thành đối phương. Sang tới hiệp 2, đội bóng của Quang Hải tiếp tục là đội thi đấu ấn tượng hơn. Họ có thêm được 3 bàn thắng ở những phút 56, 73, 90 do công của Buchalem, Nicolas Delpech và Sonny Deggert. Chiến thắng này cũng giúp đội B của Pau Vương lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trước đó, Quang Hải gây bất ngờ khi xin rút khỏi đội hình đội 1 của Pau Fan Club. Ban đầu, anh có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trong chuyến làm khách trên sân của Grenoble Foot. Tuy vậy, huấn luyện viên Didier Tholot đã gạch tên anh sau đó. Người đại diện của Quang Hải tiết lộ chính anh là người đã xin rút khỏi đội 1 để tìm kiếm cơ hội ra sân ở giải hạng 5. Quang Hải mong muốn được thi đấu. Đây là trận đấu thứ 2 tiền vệ sinh năm 1997 thi đấu cho đội BPAU Fan Club B. Trước đó vào ngày 6 tháng 2, Quang Hải cũng đã thi đấu và được đá chính trong trận hòa 0-0 trước Nơ Viên. Anh thi đấu 82 phút và nhận trọng trách thực hiện các tình huống cố định của BPAU Fan Club. Tiền vệ Việt Nam đang cố gắng từng ngày và nỗ lực để có thể chơi bóng bất kỳ lúc nào. Về phía đội 1 của BPAU Fan Club, ngày 11 tháng 2, đội bóng này đã có được trận hòa trước Grenoble tại vòng 23 Ligue 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.